Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay Car Center số 9 Nguyễn Văn Cừ Long Biên có một chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2.0 ATH, phiên bản máy xăng, bản đặc biệt sản xuất 2018, biển số Hà Nội, lăn bánh được hơn 5 vạn km ở đây. Và đây là một chiếc crossover gầm cao 5 chỗ, đi lại đồ phố xá cũng cực kỳ là tiện lợi của anh chị và các bạn nhé. Một trong những mẫu xe cực kỳ hot đến từ thương hiệu Hyundai. Có thể nói là ngoài Santa Fe, một chiếc xe 7 chỗ gầm cao có máy dầu, có máy xăng ra thì chúng ta còn ở phân khúc dưới chúng ta còn có Hyundai Tucson 5 chỗ phiên bản nhỏ hơn, nhẹ nhàng hơn của Hyundai Santa Fe. Về form dáng thì gần như là giống nhau ở trên phiên bản trước của xe. Santa Fe và Hyundai thì thường là từ những cái năm mà 20 độ lại thì form dáng khá là giống nhau, chỉ thay đổi một chút về phần option cũng như là form dáng thôi. Tucson đời này thì chúng ta biết nó như nào nhỉ? Tucson đời này thì đi nó khá là hay ở trong cái tầm giá của mình. Để mà nói trong cái tầm giá bây giờ như chiếc Tucson này chỉ hơn 600 triệu mà thôi. Cụ thể là 640 triệu chúng ta đã chạm vào được một chiếc Tucson phiên bản máy xăng đặc biệt sản xuất 2018 rồi. Có cúp điện này, có cửa sổ trời toàn cảnh này, ghế chỉnh điện, phanh tay điện tử, rất là nhiều option hay ho của một chiếc xe Hàn, mà những cái xe cùng cái tầm tiền của chiếc xe này khó có chiếc xe nào có thể đọ được. Chẳng hạn như những chiếc Mazda cái tầm tiền này thì chúng ta mua để mà đọ option với Tucson thì cũng khá là khó đấy quý anh chị và các bạn. Riêng cái phần cửa sổ trời toàn cảnh và cốp chỉnh điện thì Tucson cũng đã hầu như là ăn đứt những cái xe trong phân khúc cùng phân khúc tầm tiền rồi. Toàn bộ phần đèn trước sau thì đều là phần đèn LED công nghệ thông minh, LED kết hợp Biseno, chiều sáng, khả năng chiếu sáng cũng rất là tốt. Động cơ thì động cơ 2.0, nó không quá là yếu cũng không quá là mạnh, đem lại cái cảm giác vừa phải, đủ dùng. Và chúng ta có chế độ lái Sport Eco cho chiếc xe này nhé. 3 chế độ lái rất là thoải mái để chúng ta tự tin lựa chọn đi trên những cung đường. Và chất liệu da của cái phần nội thất trên những chiếc Hyundai Tucson này hay là toàn bộ những cái mẫu xe của Hyundai thì luôn được đánh giá cao bởi cái độ bền theo 5 tháng sử dụng. Đây như chiếc xe này 2018 nhé, nhưng mà ghế da đảm bảo với quý anh chị và các bạn luôn, cực kỳ đẹp như là mới luôn. Nếu mà chúng ta sử dụng giữ gìn ấy, thì có những người sử dụng rất là giữ gìn ấy, thì ga cái phần ghế da thì nó không khác gì một chiếc xe mới luôn. Đến hàng ghế trước này, táp mi cửa, ghế da, mọi thứ, cái màu sắc trong xe nó khá là hài hòa. Màu nội thất kem, nhưng mà màu kem của Hyundai nó lại hơi xám xám, nó hơi ghi một chút, nên là màu kem này chúng ta sẽ sử dụng được lâu nhá, mà nó đỡ bẩn. Đấy, nó khá là giữ xe. Đấy, khoanh tay điện tử này, auto hold này, cổng tẩu 12V, cổng USB, cổng thuốc AUX. Đấy, màn hình theo xe, điều hòa tự động, vô lăng thì tích hợp rất là nhiều phím bấm, điện thoại, rồi ga tự động, mọi thứ, gạt mưa, đèn đóm đều là tự động hết. Nói chung là những chiếc xe Hàn thì về công nghệ option tiện nghi là đều là đi trước rất là nhiều so với những cái mẫu xe khác. Đến bây giờ là những cái thương hiệu xe châu Âu là cũng còn đang rất là vất vả trong cái cuộc đua gọi là chạy theo công nghệ đối với những chiếc xe Hàn. Đấy, 18 mà chúng ta đã có rất là đầy đủ những cái thứ như thế rồi. Cục gương, cục mở gương tự động này, đèn bi thì 2 bi này, rất là nhiều là đèn sương mù này, dải LED ban ngày này, phanh tay điện tử auto hold, cửa sổ trời toàn cảnh, cúp điện, mọi thứ, ghế điện nữa chứ, rất nhiều option mà chỉ có hơn 600 thôi. Cụ thể là 640 triệu chúng ta đã sở hữu được một chiếc Hyundai Tucson rồi. Cùng tầm giá chiếc xe này thì bên em vẫn còn rất là nhiều mẫu xe khác, chẳng hạn như là Peugeot 2008 này, hay là những mẫu xe Mercedes, đây chẳng hạn hơn 700 chúng ta đã có Mercedes C250 Exclusive màu đen ngay cạnh rồi đây này. Rất là nhiều mẫu xe nhé.